ba bộ phận chứa nhiều chất độc hại của lợn có ba bộ phận của lợn được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo bạn nên đặc biệt cẩn thận nếu ăn không đúng cách hoặc quá liều lượng sẽ ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng người xưa nói bệnh từ miệng mà ra để nhắc nhở chúng ta ăn uống là việc luôn luôn phải cẩn thận đến nay thì điều này lại càng phải đặc biệt quán triệt vì thực phẩm thiếu lành mạnh quá tràn lan không kiểm soát nổi ba bộ phận sau đây được chuyên gia đánh giá là độc hại nhất, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi ăn. 1. Gan lợn Gan lợn là bộ phận chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Nhu cầu mỗi người chỉ được phép dùng nạp khoảng 300mg cholesterol mỗi ngày, trong khi đó cholesterol trong gan lợn rất lớn. Nếu chỉ ăn 100g, gan sẽ dùng nạp trên 400mg cholesterol tất cả các thức ăn khi lợn ăn vào đều phải đi qua gan để giải độc quá trình thải độc đó nếu không thực hiện tốt vô tình giữ lại rất nhiều tồn dư chất độc hại bao gồm chất tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi và rất nhiều hợp chất và kim loại vì thế bạn nên cân nhắc việc ăn gan lợn và số lượng phù hợp để không bị dư thừa cholesterol chất độc kim loại nặng gây tổn hại cho sức khỏe 2. Ốc lợn Mặc dù ốc lợn được xem là món ăn bổ dưỡng vì chứa canxi, phốt pho, sát và một số thành phần khác, nhưng ngược lại, thành phần cholesterol lại rất cao. Thông thường một cái não lợn nặng 100 g chứa khoảng ba mg cholesterol, chỉ cần ăn một cái ốc lợn cũng phải nhịn tất cả những chất chứa cholesterol khác ít nhất 10 ngày. Vì vậy hãy cân nhắc khi ăn ốc lợn và nên ăn bao nhiêu là đủ. 3. Phổi lợn Phổi là bộ phận tích tụ nhiều độc tố nhất trên cơ thể lợn, là cơ quan hô hấp, phổi lợn có rất nhiều phế nang. Đây được xem là nơi dễ dàng nhất để tích tụ và lắng động nhiều bụi trong màng phổi. Bên cạnh đó, lợn có thói quen đặc biệt là rất hay hít thở sát đất, nên đã hút vào phổi một lượng rất lớn, bụi bẩn hàng ngày. Khi hít thở, một lượng bụi cùng với các kim loại nặng sẽ bị hít sâu vào trong phổi và nằm yên ở đó. Khi con người ăn vào sẽ vô tình mang theo bụi, kim loại nặng vào theo, thậm chí có cả virus gây bệnh, gây hại rất lớn cho cơ thể. Theo kết quả kiểm nghiệm, trong phổi lợn chứa một lượng độc tố bởi chất tạo nạc và những thành phần tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ lệ 60% trong toàn bộ thịt lợn. Ăn phổi lợn nếu không xử lý, sơ chế đúng cách có thể bị ngộ độc. Ngoài ra, có một số lượng lớn các virus và vi khuẩn lưu trú trong phổi. Lợn thường xuyên hít thở sắt mặt đất, hít vào phổi rất nhiều ký sinh trùng, bệnh dịch và vi khuẩn virus cũng liên tiếp chui vào phổi. Lợn có thói quen nằm nhiều hơn di chuyển, mọi khí bẩn và ô nhiễm trong chuồng lợn đều bị hít vào phổi và rất khó để đào thải, thanh lọc hết những chất độc này.